Đây là những máy bay không người lái UAV quân sự công nghệ cao mới của Đài Loan. Đài Loan tin UAV là chìa khóa để cải thiện khả năng chiến tranh bất đối xứng khi nguồn lực giữa những bên tham gia xung đột là không đồng đều. Họ hy vọng công nghệ này sẽ tăng cường sự nhanh nhạy của các lực lượng phòng vệ trước lực lượng tấn công vượt trội. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để tái thống nhất. Đài Loan trong năm qua đã chăm chú theo dõi cuộc xung đột ở Ukraine để rút ra những bài học cho mình. Các mẫu UAV mới của Đài Loan đã được giới thiệu tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung San, thuộc sở hữu của lực lượng phòng vệ. Vận dụng táo bạo là một trong những lựa chọn có sẵn cho chúng tôi. Đó là lý do tại sao cơ quan phòng vệ đã giới thiệu UAV cấp thương mại và quân sự cho mục đích quân sự. Tôi hy vọng quân đội có thể làm quen với loại vũ khí chiến tranh phi đối xứng này và sử dụng chúng một cách mạnh dạn. Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã tuyên bố hợp tác với các công ty nhằm sản xuất 3.000 máy bay không người lái vào năm tới. Trong số các mẫu trưng bày, có một máy bay không người lái tấn công mang đạn tuần kích, còn được biết đến với tên gọi UAV tự sát. Ngoài ra, cũng có các UAV trinh sát. Cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố Trung Quốc đã cho UAV bay đến các khu vực gần hòn đảo để kiểm tra phản ứng. Trong một báo cáo trước cơ quan lập pháp trong tuần này, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thêm rằng Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng năng lực chiến đấu bằng máy bay không người lái, bao gồm cả đàn robot bay. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,